Ok, em chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ lên sóng cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, cô bác chị ở nhà mình một cái dàn xe số tự động. Đợt vừa rồi thì có rất nhiều bác hỏi về cái dòng xe số tự động tầm dưới 200, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay Tuấn Anh sẽ lên sóng cho anh em những chiếc xe số tự động dưới 200 hoặc những chiếc xe mà số tự động đi tầm tiền 400-500, đúng không ạ? Thực ra thì với cái tầm tiền mà dưới 200 triệu thì đa số những chiếc xe số tự động ở đây sẽ đến từ cái thương hiệu của Hàn Quốc. Còn với những cái dòng xe đến từ Nhật hay Mỹ thì nó phải rơi vào tầm khoảng hơn 200 cho đến 400-500 thì các bạn mới có được một chiếc xe số tự động để đi. Đấy. Hoặc là có bạn nào mà có cái nhu cầu quan tâm về số tự động thì có thể nhấc máy lên ở cái video này. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh có thể là giới thiệu đến cho quý khách hàng và quý bà con, các bác xe nhà mình một cái dàn xe số tự động với cái mức dao động rẻ nhất là từ khoảng vài chục triệu đồng trở lên là bà con đã số tự động đi rồi. Và bây giờ Tuấn Anh sẽ không làm mất thời gian của mọi người nữa. Tuấn Anh sẽ đi báo giá cho anh em luôn về cái dàn xe số tự động. Và chiếc xe đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em một chiếc xe chỉ có vài chục triệu đồng thôi. Đây ạ, đây là một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc bà con nhé. Daewoo Maglev sản xuất năm 2007. Con này thì tên tư nhân, gia đình sử dụng, biển Nghệ An. Đăng kiểm thì đến tận tháng 4 năm 2025. Một cái dòng xe số tự động sedan đầu, mà khối động cơ của nó là 2.5. Cũng là đời 2007 đàng hoàng nhé bà con nhé. Với cái form dáng của con này thì nó rất là dài, rộng và rất là đẹp. Nội thất của nó thì rất là ok cho tất cả mọi người. La răng đúc 4 bánh. Con này thì nó rất là dài ạ. Con này nó phân khúc khá là cao luôn bà con nhé. Với cái tầm giá như con xe này ạ, hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán là khoảng 95 triệu đồng. Nhưng ngày hôm nay nếu như bà con nào lấy hay là trong lấy mua của Tuấn Anh thì Tuấn Anh sẽ để cho anh em khoảng 70 triệu đồng. À quên, 80 triệu đồng thôi. Giá cuối cùng chốt cho anh em là 80 triệu đồng. Đấy, và còn có anh chị em nào yêu chiếc xe này thì có thể mạnh dạn lên alo cho em. Một cái mẫu xe tầm tiền chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm mấy chục triệu là cả bà con đã có số tự động để đi. Đấy, và còn có anh chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về cái dòng xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline của em là 0816662386 hoặc 0971255863. Đây là một mẫu xe rất là đẹp, một chiếc xe có thể nói cho các bác tầm tuổi khoảng 5-60 tuổi mà đi dạo, đi chơi, đi bờ, đi gia đình, đi câu cá, đi picnic thì rất là ok bà con nhé. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Tiếp tục thì với một cái tầm tiền hơn 100 triệu thì anh em cũng có thể sở hữu một chiếc xe vừa lành, vừa bền, vừa tiết kiệm nhiên liệu. Đó là một chiếc Kia Rio. Chiếc Kia Rio này thì nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, trang bị hộp số tự động, động cơ của nó là 1.4, tư nhân, gia đình sử dụng, biển 30K34673. Dòng Rio là một dòng xe rất là lành, rất là bền và đặc biệt dành cho các bác nào tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ của nó có 1.4 thôi. Con này thì đăng kiểm đến tận tháng 4 năm 2025. Xe thì rất là cứng xe, không lỗi. Tất cả đường keo, nếp chỉ, kính kiếc của nó còn nguyên zin hết theo nhà máy sản xuất nhé. Chiếc xe đang đeo biển Hà Nội 30K34673 này. Một cái dòng xe còn quá là đẹp và quá là led cho tất cả mọi người. Từ hệ thống đèn đóm của nó này, là răng đúc, nốp dép này, rất là ổn định cho tất cả mọi người. Đây, nội thất của chiếc xe đây anh em. Từ năm 2009 nhưng chiếc xe còn giữ được một bộ nội thất rất là đẹp. Anh em ở đây để ý nội thất nhé, không phải là từ ghế ra đâu ạ, mà anh em nhìn từ hệ thống trần của nó này, phẳng ly và tất cả mọi thứ, từ những cái táp ly hay đến cái phần nỉ ở phần cánh cửa, nó còn quá đẹp. Đường keo nhất chỉ thì cam kết cho anh em là nguyên zin. Đó, chiếc Kia Rio này thì nội thất của nó quá ok, mà giá của nó thì chỉ có 179 triệu đồng thôi. 179 triệu đồng là bà con các bác chị nhà mình đã có được một chiếc Kia Rio nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, số tự động, động cơ 1.4. Với cái thiết kế nội thất của nó, tất cả hệ thống kính của nó là còn nguyên zin hết này. Đấy, bà con nhé, kính nguyên zin hết. Đấy, táp ly này, táp ly lì của nó quá đẹp. Máy con này thì cực kỳ chất cho anh em nhé. Biển Hà Nội, tư nhân chủ đủ, có màn hình Android đầy đủ hết rồi. Và với cái tầm tiền như con này, 179 triệu đồng bằng một chiếc Daewoo Nexity Select thôi. Nhưng chiếc xe nó cũng khá là đẹp và khá ổn định. Đặc biệt là cái dòng này nó quá lành và quá bền cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị ở nhà mình nhé. Tiếp tục thì đến với một cái mẫu xe mà vừa rẻ mà lại vừa tiết kiệm, vừa rẻ mà form dáng đẹp. Tiết kiệm thì chưa đến nói là tiết kiệm, vì dòng xe này thì nó cũng là một cái dòng xe xuất phát từ Hàn Quốc và nó là nhập khẩu nguyên con. Đây ạ, đây là một chiếc Daewoo Nexity CDX nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc ạ. Chiếc xe này là số tự động, động cơ của nó là 1.6. Với dòng CDX này thì được cái là form dáng đẹp, chạy chắc, khỏe và có nhiều option.
Đấy, số tự động, động cơ 1.6 nhá. Con này có cửa sổ trời, có đề lẩu start top, đèn pha gạt mưa auto, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023 à 2025. Đấy, đèn đóm của nó thì rất là ok cho tất cả mọi người này. Và có các anh chị em thấy đúng không ạ? Đấy, một chiếc xe CDX đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, một cái dòng xe rất là đẹp và rất chất lượng cho tất cả mọi người. Con này hiện tại bên em đang bán là 168 triệu đồng này. Đấy, xe thì nội thất của nó là ghế da nguyên bản hai màu. À, có cửa sổ trời đầy đủ nhé, có hệ thống gạt mưa auto, đèn pha auto, đè lổ start top và túi khí ABS, la răng đúc, 4 bánh, gương, kính chỉnh điện đầy đủ hết theo xe. À, với cái giá con này có 168 triệu đồng thôi, tư nhân gia đình sử dụng, một chủ từ mới biển Hải Phòng màu bạc. Đó, một cái dòng xe quá là chất lượng cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình nha. Và có các bác chị em nhà mình nào quan tâm về chiếc CDX này thì bà con có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho tôi đang ở Hải Phòng nhé. Một cái mẫu xe còn quá là chất lượng và quá ổn định, sắc nét cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình nhé. Một cái mẫu xe còn quá ok, cao cấp hơn CDX một chút thì anh em có thể đi dòng Cruise này. Cruise thì nó đến từ thương hiệu của Chevrolet của Mỹ. À, dòng Cruise này thì nó cũng mua lại cái thương hiệu và cái bản quyền của tất cả hãng Daewoo đấy, kể cả là CDX kia. Và cái form dáng của nó anh em nhìn thấy nó cũng tương đồng như những cái dòng xe CDX thôi, nhưng dòng Cruise này thì nó ở phân khúc cao hơn, đẳng cấp cao hơn và nó được đánh giá là bền lành hơn. Đấy, đây là một chiếc Cruise 2011 bản NTZ, sản xuất năm 2011, số tự động, động cơ của nó là 1.8, tư nhân gia đình sử dụng, biển 30k này, 89859 này. Một cái dòng xe màu bạc, xe rất là đẹp cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và bà con. Hiện tại thì chiếc xe này bên em đang bán là 205 triệu đồng thôi. 205 triệu đồng là bà con của anh chị em nhà mình đã có được một chiếc Daewoo, một chiếc Chevrolet Cruise sản xuất năm 2011, số tự động, động cơ 1.8 nhá. Con này thì nội thất của nó quá là ok ạ. Nội thất con này thì nó rất là đẹp luôn. Nội thất dòng Cruise nó quá ok, không có cửa sổ trời. Đấy bà con nhá. Đấy, nhưng Cruise thì nó lại đánh giá cao hơn rất nhiều so với dòng CDX bà con ạ. Đấy, dòng Cruise thì nó là một cái dòng xe rất là lành, rất là bền và chạy đầm chất, có màn hình Android, có camera lùi đầy đủ và nội thất đẹp, kính kiếp của nó là zin hết từ A đến Z nhé. Đời 2011 bà con ạ. Số tự động, động cơ của nó là 1.8 bản NTZ với cái tầm giá cũng chỉ có loanh quanh là 205 triệu thôi là bà con các bác chị em nhà mình đã có được một chiếc Cruise 2011 rồi. Đó, một cái dòng xe có 205 triệu thôi, 30k này, 89859 nhé. Trên đây em lại vẫn còn cho các bác một chiếc Daewoo Nacity CDX sản xuất năm 2009. Con này thì cũng tư nhân gia đình sử dụng, một chủ từ mới biển Hà Nội. Con này thì cũng được gắn lên là một cái logo của Daewoo và anh em nhìn cũng chẳng khác gì một chiếc Cruise cả. Nhưng thực chất đó là một chiếc Nacity CDX nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc bà con nhé. Với chiếc xe này hiện tại Tuấn Anh đang chào bán với cái giá loanh quanh đâu đó khoảng 175 triệu đồng là bà con các bác chị em nhà mình đã có được chiếc xe Daewoo Nacity CDX này rồi. Đời 2009, nội thất ghế da rất là đẹp, có hệ thống cửa sổ trời, đề lổ start top và tất cả mọi thứ còn rất là đẹp cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình. Bà con các bác chị em nhà mình nào đang quan tâm về cái dòng xe này thì có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ở Hải Phòng qua số hotline của em là 0816662386 hoặc 0972555863 bà con nhé. Một chiếc xe Daewoo Nacity CDX biển Hà Nội với giá 175 triệu đồng này. Bên cạnh đây thì em sẽ đến cho anh em một chiếc xe phân khúc cao. Con này thì nó là Mazda. Mazda thì sản xuất năm 2014 mà con ơi. Con này sản xuất năm 2014, Mazda 3S đời 2014, số tự động, động cơ 1.6, con này thì nhập khẩu nguyên con của Đài Loan. Thực ra thì Đài Loan anh em cứ nghĩ Đài Loan, xe Đài Loan là xe Trung Quốc nhưng không phải đâu ạ. Đài Loan thì anh em biết ạ, Đài Loan thì nó là một cái vòng xe rất là đẹp và tất cả những dòng kể cả như Honda CRV thì nó cũng là cái dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc ở Đài Loan và đặc biệt là cái dòng Mazda này cũng vậy đấy. Con này thì có cửa sổ trời, động cơ 1.6 ạ, có điều hòa tự động, đề lẩu start top, số zig zag đầy đủ hết nhá. Động cơ 1.6 này và giá để cho các bác loanh quanh là hơn 3 đồng một tí thôi. Con này là 325 có bao rút hồ sơ gốc cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình này. Và có các bác chị em nhà mình nào đang quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho anh của tôi Hải Phòng nhé. Một chiếc Mazda đấy, đến từ thương hiệu Nhật Bản. Rồi đến với phân khúc cao hơn gần 400 thì anh em sẽ có Mazda form mới bà con nhé. Sản xuất năm 2016 ạ. Con này nó là một chiếc xe Mazda 3 2016 form mới, tên tư nhân, gia đình sử dụng, biển 30E02693. Con này động cơ 1.5 thôi bà con nhé. Rất là đẹp luôn này. Với giá khoảng 385 là bà con đã có được một chiếc Mazda 3 2016. Con này nó là số tự động, động cơ 1.5, tư nhân gia đình sử dụng, biển Hà Nội màu trắng ngọc sứ, trắng rất là đẹp cho mọi người. Với cái màu trắng này thì anh em rất nhiều anh em thích ạ. Nhà em có hai mẫu, còn một mẫu Mazda màu đen nữa cơ, cũng đời 2016 ạ. Con này thì để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 385 nhé bà con nhé, 385 này. Xe rất là đẹp cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em, cam kết cho anh em là nguyên zin không lỗi nhé, máy số nguyên zin hết bà con ạ.
Đấy, rất là đẹp cho mọi người này. Đấy, và có các bạn chị em thấy đó, một chiếc Mazda còn rất là đẹp cho tất cả quý khách hàng và quý bà con các bạn chị em nhà mình nhé. Đấy, biển Hà Nội này. Rồi ạ, ở đây em đang có cho anh em những cái mẫu xe 5 chỗ trước nhá. Sau đó thì em sẽ đi vào những cái dòng xe. Ở đây em đang còn một chiếc Mazda 6 này. Ở đây em đang có cả CX nữa này. CX biển 34 này thì nó là nhàng nhàng ở cái đời 2009, tầm khoảng 175 triệu thôi bà con nhá. Biển 34 này, màu bạc này. Ở dòng CX này thì nó nhàng nhàng như nhau bà con ạ. Bên em còn khoảng 3 4 con CX này nữa nhá. Có cả màu đen, một con màu đen nữa. Ở đây em đang có Mazda 6 này. Có Mazda 6 này thì sản xuất năm 2014 nhá. Chiếc xe đang đeo biển 15A15534 ạ. Sản xuất năm 2014, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2025. Một cái dòng xe quá là chất lượng và quá là êm cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Vậy thì bà con các bạn chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc Mazda 6 này thì hãy nhớ nhấc máy lên. Đời 2014 hiện tại bên em đang bán là 415 triệu đồng. 415 triệu đồng bên em bao ra tên chính chủ cho anh em này. Bao ra tên chính chủ cho anh em với một cái dòng xe rất là đẹp và rất hợp lý cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình nhé. Bà con các bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì alo cho em, 415 triệu đồng bà con này. Đấy, rất rẻ luôn. Vâng ạ, tiếp tục thì em đến cho các bác chiếc xe đến từ thương hiệu Hàn có được không ạ? Và tiếp theo là một chiếc Hyundai Accent đi. Anh em có thể đi Accent ATH đời 2020 không? Ở đây em đang có Accent ATH đời 2020 cho tất cả mọi người đây. Đây là một chiếc xe rất là đẹp, bản ATH đời 2020. Đấy, số tự động, động cơ của nó là 1.4 này. Đấy, xe thì rất là ok cho tất cả mọi người, quý khách hàng và các con các bác chị nhà mình. Và các bác chị nhà mình nào thích cái dòng xe này, bên em có hỗ trợ trả góp nhé. Đời 2020, số tự động, động cơ 1.4. Với bản ATH này thì nó có cửa sổ trời, có đèn lồng start top, có cruise control ga tự động. Vâng, màn hình Android điều hòa tự động mọi người nhé. Chiếc xe này thì có camera 360 độ và có hệ thống nội thất ghế da đầy đủ. Vâng, bà con nhé, với cái tầm giá chỉ có 435 triệu nhưng mà hôm nay Tuấn Anh sẽ bán giảm giá cho anh em 20 triệu, còn có khoảng 415 triệu đồng thôi. 415 triệu đồng thôi là bà con các bác chị em nhà mình đã có được chiếc xe này rồi. Và còn các bác chị em nào đang quan tâm về chiếc xe này thì mạnh dạn lên alo cho em này. Vâng, bên đây em đang có một mẫu xe đến từ Mỹ này, Ford. Đây là một chiếc Ford Fiesta đời 2013 nhá. Các bác ạ, 2013 số tự động, động cơ của nó là 1.6 này. Con này hiện tại là bên em đang chào bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm quá hợp lý cho anh em là khoảng 240 triệu đồng thôi. Đời 2013 số tự động, động cơ của nó là 1.6 nhá. Một cái dòng xe rất là đẹp này, form dáng rất là chuẩn cho mọi người này. Đó, trong thì thiết kế rất là ok, nội thất ghế da rất là tươi mới luôn. Với cái tầm tiền chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm hơn 2 đồng thôi, 240 triệu thôi là bà con đã sở hữu được chiếc Ford Fiesta này rồi. Đấy, bà con các bác chị em thấy đâu, rất là yêu cho mọi người. Đấy, bà con các bác chị em nào mà có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì alo mạnh dạn lên cho em này. Kia Sedato. Kia Sedato sản xuất năm 2017. Đây là một mẫu xe rất là đẹp và rất chất lượng, bản 2.0, biển Hà Nội 30E83321. Đây là một cái mẫu xe rất là ok cho tất cả mọi người. Đấy, con này thì nó là đời 2016, số tự động, động cơ 2.0, biển Hà Nội, tư nhân gia đình sử dụng. Đấy, bản này bản phút kịch. Và giá để cho các bác loanh quanh đâu đó khoảng tầm gần 4 đồng. Gần 4 đồng các bác nhé, gần 4 đồng. Đấy, 390 triệu là bà con đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Đấy, bà con các bác chị em thấy rồi, rất là yêu luôn. Bản 2.0 phun kịch đồ, ghế điện, ghế điếc, nhớ ghế đầy đủ nhá. Hay là anh em có thể đi một chiếc xe Mercedes, con này sản xuất năm 2012, bản C250. Chiếc xe đang đeo biển 29A64758 ạ. Chiếc xe này hiện tại Tuấn Anh đang chào bán là 345 triệu đồng. Và có các bác chị em nhà mình đã có được một chiếc xe Mercedes C250 đời 2012 biển Hà Nội. Và chiếc xe này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá khá hợp lý cho mọi người. Đấy, quý khách hàng và quý bà con thấy được không ạ? Rất là ok. Đấy, bà con các bác chị em thấy được không? Đấy, rất là ok này, nội thất này rất là đẹp cho mọi người này. Đấy. Con này thì có 345 củ thôi. 345 cổ thôi. Và còn các bác chị em nhà mình đã có được một cái mẫu xe còn quá là hợp lý cho tất cả mọi người nhá. Nghĩa trong đây thì em đang có cho anh em một cái mẫu xe Kia rất thông dụng, đó là Kia Sedato đời 2011. Con này nó là phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.6 ạ. Chiếc xe đang đeo biển Bắc Giang 98A này, 64804 ạ. Chiếc xe thì sản xuất năm 2011, nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc và khối động cơ của nó là 1.6 nhá. Những chiếc xe này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá cực kỳ ưu đãi cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình. Và có các bác chị em nhà mình là quan tâm về chiếc xe này thì mạnh dạn lên alo cho em với giá có 255 triệu thôi. 255 triệu thôi là bà con các bác chị em nhà mình đã có được chiếc xe Kia Sedato đời 2011 phiên bản số tự động. Động cơ của nó là 1.6 này, rất là đẹp luôn nhá. Tiếp tục thì đây đang có cho anh em một chiếc xe đến từ thương hiệu của Honda, đó là một chiếc Honda Civic ạ.
Chiếc Honda Civic này thì hiện tại là bên em đang chào bán với cái giá khoảng 230 triệu đồng, đời 2008 ạ. Con này thì hiện tại là bên em đang chào bán với giá khoảng 2.3 đời 2008, số tự động. Động cơ của nó là 2.0 bản full kịch. Đó, nội thất của nó rất là đẹp cho mọi người này. Nội thất rất là đẹp cho mọi người. Con này có ghế điện, có cửa sổ trời, có tích hợp gẩy số trên vô lăng, đầy đủ hết theo xe. Đó, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Có thể để cho anh em giá loanh quanh khoảng 230 triệu thôi bà con nhé. Morning 2010 bản SNX, đây là một mẫu nhỏ gọn xinh xinh này, và giá để cho các bác khoảng tầm 175 triệu thôi, 175 triệu, SNX số tự động nhé. Còn bên đây thì nó là một chiếc xe Morning bản full kịch. Con này là bản full kịch, sản xuất năm 2011, số tự động. Động cơ của nó là 1.0 nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc. Chiếc xe này trang bị hệ thống phanh đĩa 4 bánh, cửa sổ trời, túi khí 6 túi, đề lỗ start top, cộng với lại tất cả mọi thứ như điều hòa tự động, số zig zag và máy eco bà con nhé. Con này để cho các bác loanh quanh khoảng tầm 220 thôi. 220 thôi là bà con, các bác chị em nhà mình đã có được một chiếc xe như thế này rồi bà con ạ. Vâng ạ, tiếp tục thì em lại đi tìm cho các bác một chỗ, một số những cái dòng xe số tự động cho tất cả mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào mé trong này này. Mé trong này thì em đang có cho anh em một mấy chỗ 5 chỗ này, rất là đẹp luôn cho mọi người nhé. Số tự động thì anh em rất là nhiều. Vâng, và đặc biệt là những cái dòng xe rất là hợp lý cho tất cả mọi người luôn. Ở đây em đang có cho anh em Cerato 2017 ạ. Con này nó là Cerato 2017, biển 15K này, 24923, sản xuất năm 2017 và phiên bản của nó số tự động, động cơ của nó là 1.6 ạ. Chiếc xe đang đeo biển Hải Phòng, đăng kiểm tháng 5 năm 2024. Đó, tháng 4 năm 2025. Đó, con này để cho anh em khoảng 405 triệu đồng nhé. 405 triệu đồng này. Đó. Accent 2014 phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.4. Chiếc xe đang đeo biển 30A23651 2014 số tự động và động cơ của nó là 1.4 nhá. Để cho anh em khoảng 2.9 thôi. 2.9 này, Accent 2014 bản hatchback số tự động một con nhé. Tiếp tục là Mazda 3 đời 2000 bao nhiêu ạ? Mazda 3 đời 2016. Con này nó là phiên bản số tự động màu đen, tư nhân gia đình sử dụng, bản 1.5. Chiếc xe hiện tại bên em đang bán là 385, nhưng mà con có bác chị em nào mà đến với Tuấn Anh của Tuấn Hải Phòng hoặc gọi điện trực tiếp cho Tuấn Anh của Tuấn Hải Phòng, Tuấn Anh để cho anh em 360 triệu bà con nhá. Tiếp tục là một chiếc Hyundai i20 màu đỏ, tư nhân gia đình sử dụng, máy 1.6. Chiếc xe này thì máy 1.4, i20 máy 1.4 và để cho anh em là 245 triệu đồng, đời 2011, biển 88A59202. Vâng, 245 triệu đồng cho chiếc xe này bà con nhé. Cho chiếc xe này, đời 2011 thôi. Dòng i20 thì nó có cửa sổ trời, có điều hòa tự động, số zig zag và máy eco. Ở bên dưới đây em đang có i30 nhé các bác nhé, i30 ạ. i30 như con xe này ạ, thì nó đang đeo biển 15A này, 16M này, 3139. Sản xuất năm 2008 ạ. Con này là i30 số tự động, động cơ 1.6 nhá, biển 16M3139 ạ, đời 2008 này, số tự động này. Đấy, với cái tầm tiền để cho anh em khoảng tầm 219 triệu đồng thôi, 210 mấy triệu đồng thôi là bà con có ba chị em nhà mình đã có được chiếc xe này rồi. Đó, một cái dòng xe rất là đẹp, rất là rẻ, đến từ thương hiệu nhập khẩu. Con này i30 thì nó là nhập khẩu Hàn Quốc nhá, còn độ i20 thì nó và i10 sẽ nhập khẩu Ấn Độ bà con nhá. Đấy, một cái mẫu xe đẹp hơn, rộng hơn nhiều. Ở đây em đang có thêm cho các bác một chiếc xe Pro đến từ thương hiệu của Anh Quốc. Con này thì nhập khẩu nguyên chiếc của Cộng hòa Séc nhá. Sản xuất năm 2009, là sản xuất năm 2010. Số đăng ký là bánh lần đầu 2011. Số tự động và giá để cho các bác loanh quanh khoảng 169 triệu đồng thôi. 169 triệu đồng thôi là bà con đã sở hữu được chiếc Pro 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu 2011, một mẫu xe đến từ thương hiệu của châu Âu bà con nhá. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc Ford Fiesta. Với chiếc Ford Fiesta này thì sản xuất năm 2013. Đây là một mẫu xe hatchback 1.6, đăng kiểm tháng 5 năm 2025. Và hiện tại như chiếc xe này thì bên em đang chào bán với cái giá cũng khá hợp lý cho tất cả mọi người và quý khách hàng, với giá để cho các bác loanh quanh đâu đó khoảng 245 triệu đồng thôi. Hồ sơ rút rồi, xe một chủ từ mới, tên tư nhân chính chủ, bên em rút hồ sơ về tên em rồi nhé, với giá có 245 triệu đồng thôi. Và con này lấy thì em bao ra tên chính chủ cho anh em. Với dòng Fiesta này thì nó rất là đẹp về cái form dáng ở cái mẫu sedan, là mẫu hatchback như thế này bà con nhé. Đó, dòng màu trắng rất đẹp luôn ạ. Về đằng trước thì em còn một số những cái mẫu xe nữa dành cho tất cả mọi người. Mọi người hãy quan tâm thì hãy follow và thả tim cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Tuấn Anh cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nhà mình đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em này. Đấy bà con nhé. Đấy.
với một cái tầm tiền khoảng hơn 100 triệu. Đấy, em có một chiếc xe đến từ thương hiệu của Kia, rất lành, rất bền. Con này là Kia Morning bản SNX, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, đời 2010, số tự động, động cơ 1.0 Eco Zig Zag, biển Hải Phòng 15A78808, với giá 178 triệu đồng nhé. Ở đây em đang có VinFast Farin. Với VinFast Farin thì như chiếc xe này thì đang đeo biển là 15K01460 bản Plus. Con này để cho anh em khoảng tầm là 290 triệu đồng, 1.4 số tự động mà còn nhé. Đấy. Trên đây thì em còn một số cái dòng xe nữa cho anh em này. Chiếc đầu tiên đây thì sẽ là một chiếc xe đến từ thương hiệu của cái gì đây ạ? Chevrolet Cruze, sản xuất năm 2000, Chevrolet Avell, đời cao 2017, và số tự động, động cơ của nó có 1.4 thôi, biển Hà Nội và 87586, để cho anh em loanh quanh là 235 triệu đồng. Một chiếc Chevrolet Avell đời 2013, một cái dòng xe A17, một dòng xe đời rất là cao, động cơ 1.6 Eco và còn nhá. Vâng, một chiếc Mazda 6 đời 2015 ạ. Chiếc xe này thì nó quá đẹp rồi. Con này thì tư nhân gia đình sử dụng, chính chủ và xe thì cam kết cho anh em không lỗi với cái tầm tiền, đời tiền. Con này để cho các bác loanh quanh đâu đó khoảng 425 triệu đồng. Và các bác chị em nhà mình đã có được một chiếc Cruze một chiếc Mazda 6 đời 2015, số tự động, động cơ 1.5, biển Quảng Ninh nhé bà con nhé. Rồi ạ, tiếp tục thì ở đây em đang có cho các bác một chiếc Mac và Serato hay Hyundai i10 đều có hết mà con này. Chiếc đầu tiên sẽ là một chiếc Mac E200, chiếc xe đang đeo biển 29A58417, sản xuất năm 2011, số tự động, động cơ 1.8. Mac này là Mac E mà con nhá. Con này E200 đời 2011 để cho anh em 379 triệu đồng. Hay một chiếc Kia Cerato đời 2017. Kia Cerato đời 2017-18, con này nó là số tự động, động cơ của nó là 1.6 bản Luxury. Chiếc xe này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá khoảng tầm 429 triệu đồng. Bên em bao ra tên chính chủ cho anh em nhé. 429 triệu đồng, bên em bao ra tên chính chủ cho anh em này. Đấy, rất là đẹp cho mọi người này. Tiếp tục là một chiếc Ford Fiesta đời 2011, phiên bản số tự động, động cơ 1.6. Chiếc xe đang đeo biển 15A59996, và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 215 triệu đồng. Tiếp tục là Hyundai Grand i10. Hyundai Grand i10 đời 2019, đăng ký làm bánh lần đầu 2020. Chiếc xe đang đeo biển 15A56762. Giá để cho các bác loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 325 triệu đồng. Một chiếc i10, số tự động, động cơ 1.2, tư nhân gia đình sử dụng, một chiếc xe rất là đẹp, màu trắng nhé. Đăng kiểm tháng 7 năm 2026. Xe rất là đẹp, một chủ đồng, với giá để cho anh em 325 triệu đồng thôi bà con nhé. Đó, vừa rồi thì với những cái mẫu xe số tự động, ở đây em đang còn một chiếc xe số tự động mà nếu như các bác cần về cái nhu cầu sử dụng thì em đang có chiếc Morning Van này. Con Morning Van này thì hiện tại là bên em đang chào bán là 165 triệu nhá. 165 triệu thôi là bà con đã sử dụng chiếc Morning Van đời 2011. Số tự động, động cơ của nó là 1.0 Eco, nhập khẩu người trước của Hàn Quốc này. Một dòng xe rất đẹp. Đó, vừa rồi thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng đã giới thiệu cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình một cái dàn xe khá là đẹp và tất cả hợp lý cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng xe nào thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ cửa hàng của em nằm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng xe nào đó thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.